Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là chương trình thời sự 45 phút chiều của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Bến Tre và Hậu Giang. Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm cho hơn 100.000 thí sinh và cán bộ coi thi trung học phổ thông. Đó là những nội dung đáng chú ý của phần tin trong nước chiều nay. Mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những tin tức quốc tế có trong thế giới chuyển động của biên tập viên Thanh Huyền. Mời chị. Vâng, xin cảm ơn anh Tiến Tú và chị Thanh Hương. Kính chào quý vị khán giả, đây là bản tin Thế giới chuyển động. Ngay sau đây sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Chín người mất tích vì lở đất ở Nhật Bản. Nhiều nước Đông Nam Á vỡ trận vì COVID-19. Cuộc đua vào không gian của các tỷ phú. Thưa quý vị, quân đội Mỹ vẫn bảo lưu thẩm quyền bảo vệ các lực lượng Afghanistan tại quốc gia Tây Nam Á này. Tuyên bố được đưa ra sau khi quân đội Mỹ cùng ngày đã chuyển giao căn cứ không quân Bagram cho lực lượng quốc phòng và an ninh quốc gia Afghanistan. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby đánh giá việc chuyển giao căn cứ không quân Bagram là một dấu mốc quan trọng trong quá trình rút lui của quân đội Mỹ khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, ông Kirby khẳng định, ngay cả khi Mỹ chuẩn bị hoàn tất việc rút quân khỏi quốc gia Nam Á này, quân đội Mỹ vẫn có quyền bảo vệ và hỗ trợ đồng minh. Trong khi đó, thì Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định rằng việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan đang diễn ra theo kế hoạch nhưng sẽ không thể hoàn thành trong thời gian ngắn sắp tới. 19 người đã mất tích và nhiều nhà cửa bị cuốn trôi sau khi một trận lở đất lớn xảy ra tại một thành phố nghỉ dưỡng ở tỉnh Shizuoka, Nhật Bản. Trận lở đất nghiêm trọng xảy ra ở thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng Atami, phía tây nam thủ đô Tokyo khoảng 10 giờ 30 phút hôm nay theo giờ địa phương, sau nhiều ngày mưa lớn. Bùn đất đã cuốn phăng nhiều ngôi nhà, trong khi người dân vội vã bỏ chạy. Tỉnh đã yêu cầu quân đội hỗ trợ cứu hộ. Hơn 2.800 ngôi nhà trong khu vực bị mất điện. Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ gặp các bộ trưởng vào chiều nay để thảo luận về trận lở đất và các thiệt hại khác do mưa bão gây ra. Trong khi đó, thì tại tỉnh miền Tây của Canada là British Columbia trong tuần qua đã ghi nhận tới 719 ca đột tử do nắng nóng. Số ca đột tử tăng mạnh sau một đợt nắng nóng nguy hiểm phá vỡ các kỷ lục về nhiệt độ trên toàn tỉnh đông dân thứ ba Canada này. Trước đợt nắng nóng này, thì British Columbia chỉ ghi nhận 3 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng trong vòng 3 đến 5 năm qua. Nhà chức trách khuyến cáo người dân đề phòng và quan tâm tới những người sống một mình. Nhiều trường hợp tử vong được báo cáo trong tuần qua là những người cao tuổi sống một mình tại nhà riêng. Sau thành công chống dịch ban đầu, nhiều quốc gia Đông Nam Á đang vật lộn với làn sóng dịch bệnh lây lan vì sự xuất hiện của biến chủng Delta và tỷ lệ tiêm chủng thấp. Indonesia là quốc gia hứng chịu làn sóng dịch bệnh tồi tệ nhất tại khu vực Đông Nam Á. Số ca mắc COVID-19 ở quốc gia đông dân thứ tư thế giới liên tục gia tăng nghiêm trọng. Trong 11 ngày qua, có tới 7 ngày số ca mắc COVID-19 ở Indonesia phá kỷ lục trước đó. Hôm qua, Indonesia ghi nhận hơn 25.000 ca nhiễm mới và gần 540 ca tử vong. Tới nay, nước này ghi nhận tổng cộng 2,2 triệu ca mắc COVID-19, trong đó gần 59.000 bệnh nhân tử vong. Các bệnh viện trên khắp đảo Java đã quá tải từ lâu. Giá oxy y tế đã tăng gần gấp 3, lên $140 một bình. Tại Thái Lan, làn sóng dịch bệnh thứ 3 bắt đầu từ tháng 4 tới nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Số ca mắc COVID-19 mỗi ngày ở Thái Lan liên tục trên mức 3.000 trường hợp kể từ ngày 14 tháng 6. Trong khi đó, sau thời gian ngắn ngủi dịch bệnh có dấu hiệu hạ nhiệt, số ca mắc COVID-19 ở Malaysia đang một lần nữa quay đầu. Từ ngày 25 tháng 6, số ca mắc mới mỗi ngày ở Malaysia liên tục tăng, hôm sau cao hơn hôm trước. Riêng hôm qua, Malaysia ghi nhận 6.982 trường hợp dương tính, cùng với 72 ca tử vong. Tại Myanmar, sự xuất hiện đồng loạt của 3 biến chủng Alpha, Delta và Kappa đặt nước này vào tình trạng báo động. Số ca mắc COVID-19 ở Myanmar đang tăng rất nhanh với tốc độ chóng mặt. Nếu như ngày 6 tháng 6, Myanmar chỉ ghi nhận 64 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, thì đến ngày 1 tháng 7, số người mắc COVID-19 trong 24 giờ ở nước này đã tăng lên 2.070 ca. Đây là ngày có số người mắc bệnh cao thứ hai kể từ khi dịch bệnh bùng phát.
Trong 24 giờ qua, Campuchia ghi nhận 32 ca tử vong do COVID-19. Đây là mức tử vong cao nhất trong một ngày kể từ khi xảy ra dịch bệnh và cũng là ngày thứ ba liên tiếp nước này có số ca tử vong trên 20 ca. Thưa quý vị, vừa xuất hiện một bất ngờ mới trong cuộc đua vào không gian của các công ty tư nhân khi mà tỷ phú Anh Richard Branson đã thách thức về kế hoạch bay vào không gian đầu tiên của đối thủ Jeff Bezos với tuyên bố sẽ khởi hành sớm hơn nhà sáng lập Amazon đến 9 ngày. Cuộc đua giữa hai đối thủ trong lĩnh vực hàng không vũ trụ này cũng mở ra kỷ nguyên mới của lĩnh vực du lịch vũ trụ do các doanh nghiệp tư nhân chiếm lĩnh. Ông chủ của công ty Amazon, tỷ phú Jeff Bezos, thông báo sẽ tham gia chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ do chính công ty tên lửa Blue Origin của ông thực hiện vào cuối tháng 7 này. Tên lửa New Shepard của hãng Blue Origin sẽ khởi hành từ Tây Texas vào ngày 20 tháng 7 tới. Chuyến thám hiểm này cũng có sự góp mặt của em trai tỷ phú Jeff Bezos cùng với một số người khác, trong đó có một cụ bà 82 tuổi. Tôi đã mơ được bay vào vũ trụ từ khi mới là cậu nhóc 5 tuổi. Vào ngày 20 tháng 7, tôi sẽ thực hiện hành trình này với em trai mình, hành trình vĩ đại cùng với người bạn thân nhất. Chuyến bay đầu tiên của tỷ phú Bezos sẽ đi qua đường Kármán trong khoảng 10 phút. Đường Kármán nằm cách trái đất khoảng 99,7 km, được xem là ranh giới giữa bầu khí quyển trái đất và ngoài không gian. Thế nhưng không lâu sau khi ông Bezos thông báo ngày cất cánh, thì thông báo của công ty Virgin Galactic cho hay nhà sáng lập Richard Branson sẽ có mặt trên tàu Spaceship to Unity. Thời gian khởi hành dự kiến sớm nhất là ngày 11 tháng 7, nếu điều kiện thời tiết và kỹ thuật cho phép, tức là sớm hơn tới 9 ngày so với chuyến bay của ông Jeff Bezos. Tôi luôn là một người mộng mơ. Mẹ tôi dạy rằng đừng bao giờ từ bỏ mơ ước vươn tới những vì sao. Tôi sẽ biến ước mơ thành hiện thực vào ngày 11 tháng 7 tới. Ông Branson sẽ trải qua giai đoạn huấn luyện, chuẩn bị cho chuyến bay như các phi hành gia tương lai của Virgin Galactic. Công ty này sẽ sử dụng những quan sát của ông từ chuyến bay huấn luyện và trải nghiệm trong toàn bộ quá trình để hoàn thiện các chuyến bay đưa du khách vào không gian trong tương lai. Hãng cũng có kế hoạch phát trực tuyến của hành trình của ông Branson. Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, ông Richard Branson sẽ đánh bại các đồng nghiệp Jeff Bezos và Elon Musk, những tỷ phú cũng tham gia vào đường đua tư nhân đưa con người bay vào vũ trụ. Cả Virgin Galactic, Blue Origin và SpaceX đều nỗ lực nghiên cứu sản xuất nhằm mở rộng các chuyến bay vào không gian cho những người không chuyên. Sau chuyến bay dự kiến vào hôm 11 tháng 7, Virgin Galactic sẽ thực hiện thêm 2 chuyến bay thử nghiệm trước khi chính thức khởi động chương trình du lịch không gian vào năm sau. Việc hai công ty hàng không vũ trụ tư nhân đều ấn định ngày bay ngay trong tháng 7 này đang làm nóng cuộc đua nhằm biến du lịch vũ trụ thành một ngành kinh doanh khả thi. Virgin Galactic cho biết giá vé chưa chính thức cho mỗi chuyến đi dự kiến là hơn 250.000 đô la Mỹ, còn mức giá của Blue Origin được cho là ít nhất 200.000 đô la Mỹ một vé. Cơ quan của Liên Hợp Quốc phụ trách về các vấn đề thương mại và phát triển đã quyết định xếp Hàn Quốc vào nhóm các nền kinh tế phát triển. Đây là lần đầu tiên kể từ khi được thành lập hồi năm 1964, cơ quan này nâng cấp một quốc gia thành viên từ nhóm nền kinh tế đang phát triển sang nhóm phát triển. Quyết định xếp Hàn Quốc vào nhóm các nền kinh tế phát triển đã được thống nhất trong phiên họp thứ 68 của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Liên Hợp Quốc xếp các nước thành viên thành 4 nhóm dựa trên các nhóm khu vực của Liên Hợp Quốc và trước kia Hàn Quốc nằm ở danh sách A gồm các nước châu Á và châu Phi. Với thay đổi mới nhất, Hàn Quốc sẽ nằm trong danh sách B cùng nhóm Tây Âu, Nhật Bản và các nước khác. Từ một nước tiếp nhận viện trợ trong vòng nửa thế kỷ qua, Hàn Quốc đã trở thành nước đóng góp cho Liên Hợp Quốc. Quá trình chuyển đổi này đã tạo động lực cho nhiều quốc gia đang phát triển. Trong khi đó, Đan Mạch đã trở thành quốc gia có mức tài sản trung bình hộ gia đình cao nhất Liên minh châu Âu-EU. Theo bảng xếp hạng các nước giàu nhất và nghèo nhất trong EU, theo tài sản của các hộ gia đình do Ngân hàng Quốc gia Đan Mạch mới công bố, các hộ gia đình Đan Mạch có tài sản trung bình mỗi hộ là khoảng 253.000 euro, cao nhất trong EU. Tuy nhiên, Đan Mạch cũng là quốc gia nơi các hộ gia đình có mức nợ cao nhất. Sau khi khấu trừ các khoản nợ, mỗi hộ gia đình vẫn sở hữu khối tài sản trung bình lên tới 177.520 euro. Các nước xếp sau Đan Mạch là Hà Lan, Thụy Điển, Luxembourg và Bỉ.
Một máy bay chở hàng Boeing 737 đã bị trục trặc động cơ và phải hạ cánh khẩn cấp xuống vùng biển ngoài khơi Honolulu thuộc Hawaii của Mỹ. Rất may cả hai phi công trên máy bay đều đã an toàn. Hiện hãng Boeing chưa đưa ra bình luận về sự cố trên, nhưng thông tin về vụ việc đã khiến cổ phiếu của hãng lập tức sụt giảm 2% thị giá, xuống còn xấp xỉ $236 trên một cổ phiếu. Cơn bão Elsa đã và đang tàn phá các đảo quốc vùng Caribe. Mưa bão và gió lớn đã thổi tốc mái nhà, quật đổ nhiều cây cối và gây ra lũ lụt ở đảo quốc Barbados, sau đó đổ bộ vào Saint Vincent và Grenadines mang theo mưa và gió lớn trước khi hướng về phía Haiti. Trước đó, bão Elsa đã tràn qua quốc đảo Barbados, gây lũ quét, cây đổ, gây hư hại nhiều nhà cửa và mất điện trên diện rộng. Trước khi bão đổ bộ, người dân đã được lệnh đi sơ tán và không có báo cáo thiệt hại về người. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới chuyển động hôm nay. Và để tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin khác có trong 45 phút chiều cùng với biên tập viên Thanh Hương và Tiến Tú. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là những thông tin dự báo về tình hình thời tiết trên cả nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, ở miền Bắc, nắng nóng sẽ còn duy trì trong nốt ngày mai với nền nhiệt ở hầu khắp miền Bắc vẫn duy trì ở ngưỡng cao từ 36 đến 38 độ. Hà Nội và Hòa Bình tiếp tục là những vùng nóng gắt ở miền Bắc với ngưỡng nhiệt cao xấp xỉ mức 39 độ. Sau đó, từ tối mai, một rãnh thấp có trục Tây Bắc Đông Nam sẽ mang đến cho Bắc Bộ những cơn mưa dông. Mưa sẽ làm cho thời tiết chuyển mát, nhưng mưa xuống trên nền nhiệt ban ngày đang cao sẽ gây xáo trộn mạnh trong không khí, nên nguy cơ cao sẽ xuất hiện dông sét và gió giật mạnh có thể gây tốc mái đổ cây, nên người dân cần hết sức lưu ý. Ở miền Trung, ngày mai vẫn tiếp tục là một ngày nắng gắt kéo dài với tâm nóng trải dài từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên với nhiệt độ dao động từ 37 đến 38 độ. Nhiệt cao trong khi độ ẩm trong không khí lại giảm thấp nên nguy cơ về cháy rừng cũng như cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư là rất cao nên người dân vẫn cần hết sức cảnh giác. Khu vực Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận cũng có nhiệt độ ở ngưỡng nắng nóng nhưng bớt gay gắt hơn. Nhiệt cao nhất trong ngày mai ở đây dao động trong khoảng từ 34 đến 36 độ. Ở phía Nam, sau chuỗi ngày gián đoạn mưa, từ ngày mai gió mùa Tây Nam lại có xu hướng hoạt động mạnh trở lại. Dự báo ngay trước 11 giờ, mây đối lưu đã xuất hiện và gây mưa cho khu vực miền Tây Nam Bộ. Đến trưa và chiều, mưa dông sẽ xuất hiện ở tất cả các tỉnh thành phố của Nam Bộ và gần 3/4 ở khu vực Tây Nguyên. Các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang và khu vực Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai là những tỉnh có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhờ mưa mà nền nhiệt ngày mai ở Nam Bộ giảm xuống còn từ 32 đến 34 độ, trong khi ở Tây Nguyên nhiệt độ cũng giảm còn từ 29 đến 32 độ, trời mát mẻ trở lại. Trên biển, dưới tác động của gió mùa Tây Nam, ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm các huyện đảo Phú Quý, Phú Quốc và đảo Thổ Chu, đều có mưa dông trở lại, làm cho tầm nhìn xa giảm thấp còn từ 4 đến 10 km. Với khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió hướng Nam ở mức cấp 4 đến cấp 5, không có mưa dông, tầm nhìn xa trên 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước. Quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự 45 phút chiều của Truyền hình Nhân dân. Bây giờ là phần tin trong nước với những nội dung đáng chú ý sau đây.
Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Bến Tre và Hậu Giang. Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm cho hơn 100.000 thí sinh và cán bộ coi thi trung học phổ thông. Thưa quý vị, chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành và các thành viên của Ban chỉ đạo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về tư tưởng Hồ Chí Minh trong những năm qua đã vận dụng, đề ra đường lối xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là tuyên ngôn độc lập năm 1945 cũng như hiến pháp năm 1946 cũng đã đề cập đến nhiều nội dung về quyền con người, quyền công dân và nhà nước pháp quyền. Năm 1994, khái niệm nhà nước pháp quyền được ghi nhận chính thức, cương lĩnh năm 2011 đã khẳng định đặc trưng của chủ nghĩa xã hội là có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có đề cập rất rõ quyền lực của nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp, có sự kiểm soát. Hiến pháp đã được Quốc hội thông qua là hiến pháp năm 2013 và các chiến lược phát triển kinh tế xã hội khẳng định một lần nữa việc tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chủ tịch nước yêu cầu các thành viên cho ý kiến vào nội dung các dự thảo xây dựng đề án, mốc thời gian đã đề cập trong quá trình hình thành tư duy cũng như thể chế pháp luật nhà nước pháp quyền. Chúng tôi mạnh dạn đưa ra lấy mốc thời gian tổng kết thực tiễn về xây dựng nhà nước, hoàn thiện nhà nước pháp quyền chủ nghĩa Việt Nam từ khi có cương lĩnh năm 91 đến nay đã phù hợp chưa? Và theo công chí lấy mốc thời gian nào là tốt nhất? Trong này dự thảo ban đầu thì đưa là lấy mốc thời gian tổng kết từ 1991. Cái nội dung thứ hai là về nội dung nghiên cứu. Dự thảo kế hoạch xác định 12 nội dung nghiên cứu về nhà nước pháp quyền chủ nghĩa. Như vậy là đã đầy đủ chưa? Đã bao gồm hết các nội dung nghiên cứu chưa? Cần bổ sung những nội dung nào? Tên của từng nội dung đã phù hợp chưa? Ý nói là một cái chiến lược tiếp tục hoàn thiện có cái tầm nhìn 2030 và tầm nhìn 2045. Như vậy đó thì nội dung nghiên cứu cũng như là tên nội dung nó cũng phải phù hợp để cái phạm vi nghiên cứu nó sâu hơn. Chủ tịch nước đề nghị các thành viên cho ý kiến về các chuyên đề chuyên sâu, cần bổ sung chuyên đề nào không cần thiết, tên và nội hàm có cần điều chỉnh bổ sung không. Việc phân công các cơ quan thực hiện nghiên cứu các chuyên đề đã phù hợp chưa, cần điều chỉnh như thế nào, các bố cục đề cương của đề án đã phù hợp hay chưa. Phiên họp cũng đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký, bao gồm 21 thành viên, trong đó có 9 đồng chí là Bộ Chính trị và Ban Bí thư, 3 đồng chí là lãnh đạo chủ chốt, còn lại là các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan có liên quan. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 ngày độc lập của Cộng hòa Belarus, mùng 3 tháng 7 năm 1991, mùng 3 tháng 7 năm 2021, ngày hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Belarus Vladimir Makey. Thưa quý vị, sáng nay, Tỉnh ủy Hậu Giang đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Quyết định đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ,
và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng đồng chí Nghiêm Xuân Thành nhận trọng trách mới của Đảng, đồng thời mong muốn đồng chí Nghiêm Xuân Thành tiếp tục phát huy năng lực, tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Hậu Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, chiều nay, Tỉnh ủy Bến Tre đã tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, điều động đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lê Đức Thọ đã nhận trọng trách mới, đồng thời mong muốn đồng chí Lê Đức Thọ phát huy năng lực, kinh nghiệm và sự tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Bến Tre cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 44 điểm cầu. Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng qua, hoạt động tội phạm xuất nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đề ra các chủ trương giải pháp tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, xử lý kịp thời các tình huống trên biên giới, vùng biển đảo của Tổ quốc. Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng thường xuyên duy trì trên 1.900 tổ chốt và gần 8.000 cán bộ chiến sĩ trực 24/24 trên các tuyến biên giới vùng biển. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, để bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, ngày hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lấy mẫu tầm soát virus SARS-CoV-2 cho hơn 100.000 thí sinh, người làm công tác tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Ghi nhận tại điểm lấy mẫu tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, công tác lấy mẫu được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ quy định giãn cách. Tuy vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng, nhưng hầu hết các thí sinh đều thấy yên tâm khi được lấy mẫu sàng lọc trước kỳ thi. Dạ, em thấy là rất là có ý nghĩa, tại vì là nó an toàn, nó đảm bảo cho kỳ thi sắp tới của em. Với cả là em cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Chắc chắn là mình ở nhà rồi để mình giữ sức khỏe của mình từ đây cho tới kỳ thi. Và tiếp theo đó là nếu mà mình có ra khỏi nhà hoặc là có những cái việc mà rất là gấp thì mình phải luôn đem theo là nước rửa tay nè, và những cái đồ bảo hộ. Chúng tôi dành trọn cả ngày nay tức là để xét nghiệm cho các lực lượng tham gia thi. Và chúng tôi cũng đã có thông tin, tức là các em thí sinh hoặc là cán bộ coi thi mà chưa đến kịp cái ngày 3 tháng 7 thì có thể tự túc xét nghiệm ở các cái bệnh viện, các cái nơi mà được Sở Y tế thành phố cho phép xét nghiệm. Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau ngày hôm nay, Sở sẽ tổng hợp, rà soát, tìm hiểu nguyên nhân và có phương án hỗ trợ cần thiết đối với những trường hợp thí sinh không đến lấy mẫu trong đợt này. Ngày hôm nay, ngành y tế tỉnh Đồng Nai đã bắt đầu thực hiện đợt lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho gần 80.000 người ở huyện Thống Nhất, nơi những ngày gần đây liên tục ghi nhận các ca bệnh COVID-19. Đây là đợt lấy mẫu xét nghiệm lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngành y tế Đồng Nai đã huy động hơn 200 nhân viên thực hiện 3 đợt trên địa bàn 4 xã của huyện Thống Nhất, gồm Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3. Ngay trong sáng nay, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm tại 60 điểm với hơn 10.000 người. Việc lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện theo hình thức test nhanh, gộp 5 người chung một mẫu. Thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay, ngoài việc Bộ Y tế tăng cường một tổ hỗ trợ chống dịch, trong ngày 3 tháng 7, 70 giảng viên sinh viên trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai đã vào khu vực tâm dịch huyện Thống Nhất để hỗ trợ thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng tăng cường này sẽ hỗ trợ ngành y tế địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trước mắt tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho người dân khu vực bị phong tỏa. Cùng ngày, lực lượng
phòng hóa quân khu 7 và lữ đoàn phòng hóa 187 Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ tỉnh Đồng Nai tiến hành phun khử khuẩn chống dịch COVID-19 diện rộng trên địa bàn 4 xã Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 của huyện Thống Nhất. Thưa quý vị, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Dự báo trong những ngày tới, dịch bệnh sẽ có khả năng tiếp tục gia tăng do mầm bệnh lây lan trong cộng đồng. Trước tình hình này, ngày hôm nay, thị xã Hoài Nhơn quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại phường Bồng Sơn từ 9 giờ sáng. Hiện thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định có 5 phường thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo thị xã Hoài Nhơn yêu cầu lãnh đạo các phường chủ động bảo đảm hậu cần phòng chống dịch, ổn định đời sống nhân dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn cho phép giảm 50% số lượng cán bộ công chức viên chức và người lao động đến làm việc hàng ngày tại các cơ quan đơn vị, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch, tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính kể từ ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới. Để ngăn chặn mầm bệnh COVID-19 có thể lây lan nhanh trong cộng đồng, lực lượng hóa học thuộc quân khu 9 đã tiến hành phun khử khuẩn nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành thuộc tỉnh Tiền Giang. Hai xe chuyên dụng của quân khu 9 đã phun khử khuẩn ở 55 tuyến đường và khu dân cư nơi có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như quanh chợ Thạnh Trị, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cảng Cá Mỹ Tho, các tuyến đường nội bộ khu tái định cư phường 3, thành phố Mỹ Tho, chợ Bưng, Vĩnh Kim, huyện Châu Thành để ngăn chặn mầm bệnh COVID-19 có thể lây lan nhanh trong cộng đồng, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh. Hiện tại, Tiền Giang ghi nhận 177 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có 128 ca đã được Bộ Y tế công bố. Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Long An và đã lây nhiễm trong doanh nghiệp và bệnh viện. Để ngăn chặn, kiểm soát và từng bước đẩy lùi dịch COVID-19, nhất là tại các địa phương có nhiều khu cụm công nghiệp, tỉnh Long An đã tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh việc dừng hoạt động các điểm bán hàng, chợ tự phát trên địa bàn toàn tỉnh. Toàn tỉnh Long An hiện có trên 30 chợ và nhiều điểm bán hàng tự phát tại các địa phương có đông công nhân như Bến Lức, Tân An, Đức Hòa. Từ ngày 22 tháng 6 đến nay, ngành chức năng đã kiểm tra, nhắc nhở hơn 260 trường hợp, tạm giữ hàng chục phương tiện buôn bán, giải tỏa nhiều điểm buôn bán nhỏ, lấn chiếm lòng lề đường, tạm ngưng hoạt động 5 chợ tự phát tại huyện Bến Lức. Huyện đã rất là tập trung và quyết liệt để triển khai thực hiện cái công tác này. Nhiều cái điểm bán hàng tự phát đã được địa phương tập trung xử lý và đã triển khai rất là tốt. Một vài điểm bán hàng tự phát trong dân thì cũng được người dân cũng đã ý thức và cũng đã chấp hành tốt những cái quy định của địa phương đã đề ra. Ban quản lý chợ truyền thống cũng thành lập tổ đội phòng chống dịch COVID-19 để kiểm soát người ra vào chợ. Tại chợ Gò Đen, huyện Bến Lức, hiện có khoảng 300 tiểu thương kinh doanh tại gần 400 quầy sạp. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, ban quản lý chợ đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, siết chặt đối với tài xế, phụ xe giao nhận hàng tại chợ. Lập một tổ đội phòng chống COVID là bao gồm là 16 người trực chia làm 4 tổ. Thực hiện 4 chốt là bắt đầu kiểm dịch là bắt đầu là bao gồm là có thân nhiệt và sát khuẩn cho bà con khi vào chợ. Đối với những tài xế giao hàng, bọn em sẽ ghi tên tuổi của những tài xế giao hàng, những người phụ xe, biển số xe và quan trọng là cái giờ vào ngồi của tài xế giao hàng cho ai. Bọn em sẽ ghi lại và lưu thông tin đấy ở trong một cái danh mục của bên huyện gửi cho bọn em. Còn tài xế từ các tỉnh thành phố về nếu không có giấy xét nghiệm COVID, bọn em không cho vào chợ. Việc kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch tại chợ truyền thống và dừng hoạt động của các điểm bán hàng tự phát là một trong nhiều giải pháp để ngăn chặn, kiểm soát và từng bước đẩy lùi dịch COVID-19. Ngành chức năng cũng mong muốn người dân đồng lòng, chung tay phòng chống dịch để cuộc sống sớm trở lại bình thường. Thưa quý vị, tiếp theo là những thông tin chúng tôi vừa cập nhật về số ca mắc COVID-19 tại nước ta. Tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 3 tháng 7, Việt Nam ghi nhận thêm 353 ca mắc COVID-19 mới, gồm 7 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 346 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 250 ca tại thành phố Hồ Chí Minh, 32 ca tại Đồng Nai, 16 ca tại Quảng Ngãi, 14 ca tại Phú Yên, 12 ca tại Tiền Giang, 7 ca tại Nghệ An, 6 ca tại Bình Dương, 5 ca tại Bình Định và 4 ca tại Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 19.043 ca. Trong ngày có thêm 248 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, số ca điều trị khỏi hiện là 7.643 ca, số ca tử vong là 84 ca.
Để phòng chống dịch bệnh, người dân hãy tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về đề xuất tạm dừng các đường bay đi đến Cảng Hàng không Thọ Xuân, tạm dừng khai thác đường bay TP.HCM, Phú Bài, Chu Lai và ngược lại. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất báo cáo Bộ Giao thông Vận tải tạm dừng khai thác cho đến khi có thông báo mới đối với các chuyến bay chở khách đi và đến Cảng Hàng không Thọ Xuân từ 0 giờ ngày 4 tháng 7 năm 2021, các chuyến bay chở khách đường bay TP.HCM, Chu Lai và ngược lại từ 0 giờ ngày 4 tháng 7 năm 2021, các chuyến bay chở khách đường bay từ TP.HCM, Phú Bài và ngược lại từ 0 giờ ngày 5 tháng 7 tới. Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam cho hay, các chuyến bay đặc biệt nhằm phục vụ vận chuyển nhân viên y tế, vật tư, trang thiết bị y tế sẽ được Cục Hàng không Việt Nam xem xét, giải quyết theo đề nghị của hãng hàng không. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa đồng ý đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tạm dừng khai thác các đường bay đi và đến sân bay Thọ Xuân để hạn chế lây lan dịch bệnh COVID-19. Trong đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, tỉnh này sẽ có văn bản báo cáo và đề nghị cho phép khai thác trở lại các đường bay. Cùng với việc chấp thuận, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương thông báo đến các hãng hàng không trong nước và các cơ quan đơn vị liên quan về việc tạm dừng khai thác các chuyến bay chở khách đi và đến Cảng Hàng không Thọ Xuân để phối hợp triển khai thực hiện, thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 4 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Tiếp theo chương trình, người lao động tự do chật vật mưu sinh giữa mùa dịch. Chính phủ ban hành nghị quyết số 68 đưa ra 12 giải pháp hỗ trợ người lao động với số tiền 26.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, tưởng chừng như tín hiệu khả quan khi Đà Nẵng kiểm soát tốt tình hình thì dịch bệnh lại quay trở lại. Kiếm sống giữa những ngày nắng nóng, dịch bệnh căng thẳng luôn là nỗi lo lắng với những đối tượng như là người già hay lao động tự do. Việc hàng quán ăn uống không được cho phép bán tại chỗ, thì việc cho bán mang về đối với chủ hộ kinh doanh tại thành phố Đà Nẵng cũng đã trở nên quen thuộc. Nhiều cửa hàng thậm chí còn tăng doanh thu khi biết tận dụng lợi thế công nghệ. Thế nhưng, đối với những người lớn tuổi như bà chủ quán phở này, thì mọi thứ lại khác hoàn toàn. Cô bán với cái ai lại mua thì cô bán thôi, còn sếp với cà ráp thì tự đâu lại mua thôi, chứ cô không biết cái vụ đó, tại vì nào cô không có. Bởi vì cô lớn tuổi, cô không có đành về cái vụ đó. Hơn 3 giờ 30 chiều mà bà Nguyễn Thị Bê vẫn còn khá nhiều vé số. Tổng kết sau một ngày dọc ngang trên các tuyến phố, bà chỉ bán được hơn 60 tờ. Không có khách du lịch, không bán hàng tại chỗ, thu nhập hàng ngày của bà cũng sụt giảm đáng kể. Trước thì cô thu nhập tháng 5 triệu, bây giờ chỉ cô thu nhập một nửa thôi. Trong hơn một tháng, thành phố Đà Nẵng đã phải hai lần cấm bán hàng tại chỗ để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đây là điều cần thiết cấp bách khi dịch bệnh có chiều hướng diễn biến phức tạp. Mong rằng với những giải pháp quyết liệt của chính quyền, dịch bệnh sẽ sớm được khống chế để những người như bà B bớt đi phần nào gánh nặng lo toan cho cuộc sống thường nhật. Thưa quý vị, nhiều tháng nay, chợ nổi Cái Răng thành phố Cần Thơ rơi vào cảnh điều hưu, vắng người đến mua hàng. Tiểu thương buôn bán không có lãi nhưng vẫn phải cố gắng bám trụ dòng sông nước với hy vọng một ngày không xa dịch bệnh COVID-19 sẽ qua. Chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ được biết đến là khu chợ đặc trưng của miền Tây sông nước, hàng năm đều đón một lượng khách du lịch khổng lồ. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, từ đầu năm đến nay, chợ Cái Răng rơi vào cảnh điều hưu, vắng khách mua hàng lẫn khách du lịch, những nhà nổi đứng im lìm, các kệ hàng ăn uống, các kệ cà phê vốn là đặc sản của chợ cũng nghỉ vì không có thực khách. Chứ em kiếm được ngày 200 ngoài, giờ em kiếm chừng 70. Giờ em cũng muốn cho mình dịch cho qua đặng cho em mua bán lại như bình thường lúc trước vậy đó. Thì dịch bệnh này thế rồi, thế ăn thấy bạn hàng đâu nó cũng ít hỏi vậy thôi. Thì ngày nào thì nó cũng quen ngày nấy rồi, chứ mình biết đi hàng gì giờ. Đó giờ đi khóm thì giờ đi khóm không, chứ mình nhảy qua hàng khác thì sao biết đường đâu rồi đi. Vất vả hơn cả là những người làm dịch vụ đò chở khách tham quan. Hầu hết nhà đò đã gác mái chèo từ lâu, cả khu chợ chỉ còn một vài nhà đò hoạt động. Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều tiểu thương và người lao động đã lên bờ tìm việc khác. Còn người không có khả năng đi tìm việc vẫn phải bám trụ, sống lênh đênh, lay lắt trên con nước nên những ngày này cuộc sống vô cùng khó khăn. Chạy đò ở đây nuôi hai đứa con. Hiện giờ thì chạy nó hơi ế ẩm. Qua cái
một ngày gì là chỉ chạy có một hai cuốc đò thôi, nhưng mà chỉ đưa khách là khách đi chợ mua đồ đó, khách bán hàng đó, chứ không có khách du lịch. Thì thành ra chị cũng mong cho nó hết dịch đặng buôn bán hay là đưa đò này nè, cho nó đắt lại đặng nuôi sống con cho vậy đó. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nên các chương trình hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài thành phố Cần Thơ không tổ chức như kế hoạch, nên ảnh hưởng đến việc quảng bá, thu hút khách du lịch đến thành phố. Mới đây nhất, theo dự kiến, Ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng là sự kiện văn hóa nổi bật được kỳ vọng là điểm nhấn thu hút khách du lịch đến Cần Thơ năm 2021, cũng đã phải dừng lại do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Người lao động trực tiếp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 sẽ được nhận tiền hỗ trợ một lần với mức thấp nhất là 1 triệu đồng và cao nhất là 3,71 triệu đồng một người từ gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của chính phủ. Đó là quy định tại nghị quyết số 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 vừa được chính phủ ban hành. Theo lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, nghị quyết được ban hành với mục tiêu hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, giúp ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống và an toàn cho người lao động. Khác với gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng trong năm 2020 dành cho rất nhiều nhóm đối tượng, gói hỗ trợ lần này tập trung chủ yếu cho người lao động trực tiếp và người sử dụng lao động. Để bảo đảm tính khả thi, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, thay vì hỗ trợ theo tháng, với gói hỗ trợ lần này, người lao động chỉ được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt, chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ, không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Nguồn kinh phí thực hiện nghị quyết lấy từ ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương. Thực hiện định hướng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1 về việc áp dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, công ty Thủy điện Sông Chanh đã và đang tích cực triển khai lộ trình chuyển đổi số và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động của đơn vị. Việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số đã được công ty Thủy điện Sông Chanh triển khai từ năm 2010 khi thực hiện dự án Thủy điện Sông Chanh 2, hệ thống thiết bị, hệ thống điều khiển, điều tốc, kích từ, rơ le trên công nghệ kỹ thuật số. Nhờ vậy, nhà máy Thủy điện Sông Chanh 2 có tính tự động cao, hiện đại. Bên cạnh đó, việc sử dụng phần mềm quản lý kỹ thuật nguồn điện từ năm 2016, các thông số vận hành chính của nhà máy được tự động cập nhật theo đúng giờ quy định, giảm đáng kể thời gian so với ghi chép. Thông số được chuẩn hóa cao, cập nhật theo thời gian thực, có tính liên tục giúp nhân viên vận hành thuận tiện hơn trong quá trình theo dõi, đánh giá hiện trạng của thiết bị. Với diễn biến của dịch bệnh COVID-19, có thể thấy việc chữ ký điện tử, hội nghị trực tuyến là những ví dụ điển hình cho việc chuyển đổi số, góp phần hiệu quả trong công tác phòng chống dịch và bảo đảm sản xuất kinh doanh của đơn vị nói riêng và ngành điện nói chung. Thưa quý vị, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM chính thức vận hành hệ thống mới từ ngày 5 tháng 7. Giá thép giảm gần 300.000 đồng một tấn. Xuất khẩu thủy sản năm 2021 có thể cán đích 9 tỷ đô la Mỹ. Đó là một số thông tin kinh tế tiêu dùng trong ngày 3 tháng 7 sẽ có ngay sau đây. Theo văn bản từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính số 3277 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, Bộ đã chấp thuận kiến nghị của Sở về việc đưa giải pháp xử lý sự cố hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM bằng cách sử dụng phần mềm của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do tập đoàn FPT cung cấp. Giải pháp xử lý sự cố giao dịch vào vận hành chính thức từ ngày 5 tháng 7 năm 2021. Trước đó, tình trạng nghẽn lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM đã diễn ra từ cuối năm 2020 khi lượng nhà đầu tư tham gia vào thị trường tăng đột biến, kéo theo thanh khoản tăng ngoài dự báo và xảy ra hiện tượng nghẽn lệnh. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, giá thép đã chính thức giảm tiếp khoảng 300.000 đồng mỗi tấn, đưa mặt bằng giá chung của các thương hiệu sản xuất trong nước về dưới 17 triệu đồng. Đây là lần thứ ba một số doanh nghiệp thép điều chỉnh giảm giá sau đợt dài tăng nóng. Dự báo thời gian tới giá thép có thể sẽ tiếp tục giảm thêm. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết xuất khẩu thủy sản trong tháng 6 năm 2021 tiếp tục tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái khi đạt 865 triệu đô la Mỹ. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, nhìn chung trừ việc thị trường Trung Quốc kiểm soát chặt hàng nhập khẩu liên quan đến kiểm tra COVID làm ảnh hưởng đến doanh số xuất khẩu, những kết quả xuất khẩu rất khả quan sang các thị trường trọng điểm và các thị trường khác trong nửa đầu năm nay cho thấy đích xuất khẩu 8,8 đến 9 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2021 là con số khả thi với thủy sản Việt Nam.
Ở phần cuối của chương trình như thường lệ, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những thông tin nổi bật của ngày hôm nay. Chiều nay, đồng chí Lê Đức Thọ chính thức nhận quyết định thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank để tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, điều động phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Cùng ngày, đồng chí Nghiêm Xuân Thành cũng nhận quyết định thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Vietcombank, tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Hôm nay, Đồng Nai thêm 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Để sớm phát hiện các ca bệnh trong cộng đồng, hôm nay, ngành y tế Đồng Nai bắt đầu thực hiện đợt lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho gần 80.000 người ở huyện Thống Nhất, nơi những ngày gần đây liên tục ghi nhận các ca bệnh. Đây là đợt lấy mẫu xét nghiệm lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 68 đưa ra 12 giải pháp hỗ trợ người lao động với số tiền 26.000 tỷ đồng. Gói hỗ trợ sẽ tập trung chủ yếu vào đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh là người lao động trực tiếp với thủ tục chi tối giản và giao quyền chủ động cho địa phương quyết định chi hỗ trợ nhóm lao động tự do. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.